cách làm tương ớt tại nhà homemade chili sauce. Nguyên liệu chúng ta gồm có cà chua 100g, hành tím 5g, ớt hiểm 5g, củ hành tây 100g, tỏi 4 nhánh, ớt sừng trâu 200g. Gia vị gồm có giấm 2 muỗng canh, bột bắp 2 muỗng canh, muối nửa muỗng canh, đường 2 muỗng canh, bột ngọt 1 muỗng canh, nước 200ml. Với công thức đơn giản này, chúng ta có thể sử dụng tương ớt cho món phở, bánh mì, khoai tây chiên, hamburger, mì Ý. Với cách làm này, chúng ta có thể bảo quản tương ớt trong tủ mát tầm 2 tháng. Và chúng ta có thể gia giảm ớt tùy theo khẩu vị của mỗi người nha. Bây giờ chúng ta sẽ bắt tay vào làm thôi. Cực kỳ đơn giản và dễ làm. Giấm ở đây mình sử dụng là giấm gạo, vì giấm gạo lên men chậm hơn các loại giấm khác và độ chua vừa phải, phù hợp với khẩu vị của tất cả mọi người. Ở giai đoạn này thì mình sẽ cho nước sôi vào để trần cái ớt sừng trâu và ớt hiểm. Thứ nhất là tạo cái màu nó sẽ đậm hơn, cái thứ hai sẽ bớt cái mùi hăng của ớt và cái vị cay đi. Sau đó vớt ra. Chúng ta cho tất cả các hỗn hợp vào máy xay sinh tố để xay thật nhuyễn. Ớt, cà chua và hành tỏi. Sau đó chúng ta sẽ cho đường, giấm, muối, bột ngọt. Với công thức này thì chúng ta chỉ sử dụng 200ml nước để giúp cho cái hỗn hợp chúng ta xay thật nhuyễn và chúng ta rây cho dễ. Mình sử dụng hỗn hợp để pha với bột năng luôn. Mình không cần phải dùng nước nữa nha mọi người, tránh bị loãng. Sau đó bắt một cái chảo lên và chúng ta cho hỗn hợp vào để nấu. Lưu ý là mọi người khuấy đều tay trên lửa lớn. Khi nào mà mình thấy cái hỗn hợp của mình nó hơi sền sệt lại thì lúc đó mình sẽ cho hỗn hợp bột bắp vào. Lưu ý là bột bắp vào mình vẫn thấy nó loãng nha, nhưng khi để thật nguội và mình để tủ mát thì cái hỗn hợp sẽ đặc lại. Một điều lưu ý nữa là tương ớt của chúng ta phải để thật nguội qua ngày hôm sau thì cái vị nó sẽ đậm đà hơn, thơm hơn và mịn hơn. Mọi người sẽ nhìn thành phẩm của mình đây. Màu của mình là màu tự nhiên luôn. Tương ớt trông rất là mịn và thơm. Cảm ơn mọi người đã chú ý theo dõi. Bye bye.